Nhớ cẩn thận té. Đây là trồng lúa bạc ngàn luôn, cảnh rất chi là đẹp, xanh rì luôn. Cẩn thận coi chừng cái gai đâm nha. Phía xa xa kia đây, phía xa xa kia là nhà yến đó. Tiếp tục đó, xa xa kia là nhà yến, người ta nuôi yến cho nó đó. Bên đây là đồng cỏ thôi chứ không có chơi, có trồng gì hết. Xa xa kia là có hai con bò, đây hai con bò khá hồ ăn cỏ đó. Xa xa cái thanh nhìn đẹp chưa? Đây, cẩn thận nha Nhi ơi, con đi cẩn thận rồi đừng có hụm đó. Cái gì mắc cỡ? Mắc cỡ? Cái mắc cỡ tại con nghe không rõ. Mắc cỡ là sao? Là nghĩa là khi con đụng vào cái lá đó là nó khép lại. Trời, hôm nay hơi quém nha. Mày mây đen thui lùi kìa, không thấy không Nhi? Đó. Đây. Đây nè, đồng lúa khắp là lúa luôn, lúa bên mông gió rì rào luôn. Quá trời luôn. Đẹp cực luôn. Đây, cái chân đạp vô cô ấy. Ở đây thấy thế mẹ. Đẹp quá ha. Ở đây nắm tay đi nè. Để mẹ biết về lại đường nè, lấy cỏ không. Wow, cào nó chạy cho nhanh. Đó, đâu, nước thấy chưa. Đó, mẹ bước nước theo mẹ, hướng nè, nước, thấy không. Con muốn đi lên nhà. Đi lên ha. Đi hộp nước không à. Đi bước vô mấy cái cột cao nè. Không được, ngồi sau đi. Xíu nó về là cho ngồi trên. Cứ đi một mình đi theo mẹ, mà cứ đi một mình, mình cứ đi một mình, đúng chưa?
Đó, xa xa kia có cái nhà nó, nhà yến á. Yến. Ở đằng xa kia người ta trồng lúa quá trời luôn nha. Từ từ từ. Vậy hả? Bà đi chạy vịt đúng không? Xa xa kia là người ta trồng bắp rồi. Tiêu mất chồng lung tung luôn. Gì cô? Thằng nào? Thằng nào đó? Cây dừa hả? Giờ ở đây người ta đang trồng dưa leo hả? Leo, cái thanh này trong dưa leo đó. Ủa ai trồng? Cái thanh cô hả? Không, cái thanh chủ thanh như kia. Thanh con leo á. Trồng leo đâu? Trong đây hả? Trong đó mình đâu. Trong đó là gì của ai vậy? Đó là trong cái leo trong quế. Cái đó trồng đồ quê hả? Của ai vậy? Ai đó? Quế không? Hả? Thừa má thịt đó. Cái đó là ai không? Bịt quái của một quế. Chú giờ làm gì chú? Chú trong đây làm gì? Trồng gì hả? Trồng cây dừa. Hôm nay sao ta trồng nhiều cây dừa quá ta? À, cây dừa là bán cây hả? Mẹ con trồng đó. Ủa thì ba con trồng lấy trái mà. Lấy thân ra bán chứ làm gì. Ý là bán cái
có chi nè không, có làm tội tình gì không, có làm tội tình gì ai không? Làm mướn hả? Làm mướn mà có làm tội tình gì ai không? Trong đó người ta trồng đậu que hả chú? Trong đó rẫy ai ta? Châu Hiền. Châu Hiền là bà Châu hay chơi hụi gì? Kim luôn là chủ tịch luôn. Cái đám trồng đậu que. Trồng cây dừa vậy là có việc cho bà con làm rồi. Có còn đỡ hơn không? Nhiều người giờ đang thất nghiệp mà. Dạ có cái gì dính vô mẹ giờ. Mẹ dính kia. Mấy cái cây cỏ đó. Rảnh nên giờ mới thấy được cái cảnh này nè. Quay về xong rồi bán bản quyền cho người ta không? Không có, kênh nhà luôn. Dạ. Cái gì cô? Đâu? Nhà nó lộn nào ta? Chạy đi, chạy thẳng qua bên miếng kia luôn hả? Khúc thằng quả cái nhà một khúc. Đi đường nào ta? Con gỡ nó đi. Trồng nhiều không cô? Trồng mấy mẫu không? Trồng bên kia là 4 xào, 4 xào với 7 xào. 4 xào với 7 xào. Là một mẫu mấy? Mẫu mốt. Mẫu mốt. Dừa không? Còn bên đây là 3 xào nữa. Mà ý là bán cây là bán vậy ra cây nhiêu, mấy ngàn nhiều tiền không? Không biết, họ mua bao nhiêu thì không biết mà đi giờ trồng nè. Chứ phải có công ty nó thâu mua thì mới trồng chứ. Rồi ok.